Vâng, xin kính chào tất cả các bác đã với kênh bán hàng của mấy em nhá. Ở trong video này ngày nay, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác có thể gọi điện thoại trực tiếp giúp em sân phản này các bác nhá. Vâng ạ, bỏ ra một cái mức chi phí rất là rẻ các bác nhá, rất là rẻ đó, nhưng mà chất âm này đạt lại cực kỳ hiệu quả cho các bác luôn. Với những bác nào mà hay nghe nhạc Moreno nhẹ nhàng này, thích nghe tiếng trung tiếng chép để nó gảy tiếng tí tách lên ấy, len keng lên ấy, thì dòng này là một dòng cực kỳ hiệu quả cho các bác luôn, mà bỏ ra vô cùng rẻ cho anh em luôn. Một con bốt 101 các bác nhá. Đấy, hàng nhập khẩu loại 1 cho các bác luôn, hàng nhập khẩu loại 1 cho các bác. Và ngày xưa người ta hay gọi là bốt Hồng Kông nữa các bác nhá. Bốt 101 lo tay bát 12 hỗ trợ giải trung chép. Đấy, cực tốt cho các bác khi hát karaoke và nghe nhạc luôn. Đấy. Ok cho các bác. Và đây là một đôi loa. Đấy, đây là một đôi loa mà khi mà chưa có gắn chép các bác nhá. Chưa có gắn chép này thì là loa như thế này. Đấy, như thế này. Thì bên em đang bán một đôi như thế này, không có gắn chép. Đấy, hàng loại 1 bên em đang bán cho các bác giá chỉ có 780k một đôi thôi, bao ship cho anh em luôn. 780.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Ok chưa các bác? Đó. Và một đôi như thế này có gắn chép kèm côn 250 vào. Đấy các bác nhá, côn 250 titan. Một đôi chép như này bên em đang bán cho các bác là 280k một đôi, bao ship cho anh em. Có nhá, 280k một đôi. Nhưng khi các bác làm tròn gói như thế này, okay, các bác nhìn vào đây ạ. Đấy các bác nhìn chưa? Ổ bốt này. Đấy, bốt tập chìm này có CG đầy đủ này. Và lắp chắp kèn côn 250 này vào. Công suất của con này nó đã tăng đến đáng kể các bác nhá. Công suất con này thì bình thường nó là 4 ohm, 60W các bác nhá. Thì con này nó thêm vào khoảng 10-15W đó, thì 20W đó, là công suất của nó đạt tầm khoảng cỡ 70-80W, rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy. Hỗ trợ giải trung chép cực hay luôn. Rất nhiều các bác nghe nhạc cần những cái giải trung chép như thế này thì ngay bây giờ con robot này nó làm cho các bác luôn. Hỗ trợ lời cực tốt cho anh em khi hát karaoke này. Rồi các bác nào thích nghe nhạc Moreno thêm con này vào thì tuyệt vời mặt trời luôn các bác nhá. Và một đôi như này khi có cả chép vào thì bên em bán chỉ có 1.050.000 một đôi thôi các bác nhá. 1.050.000 một đôi. Đấy, 1.050.000 một đôi bao ship cho anh em luôn. Bác nào có nhu cầu lấy chép thì bên em bán 280.000 một đôi, bao ship cho anh em. Đấy, ok chưa bác? Và bác nào mà không muốn lắp chép, các bác muốn nghe mộc như này thôi thì bên em bán 780k một đôi. Có nghĩa là không lắp chép là 780, có lắp chép vào là 1.050.000 và bán chép rời, bên em bán một đôi như thế này bên em bán 280k. Và ngay bây giờ mời tất cả cùng thưởng thức qua tiếng cái loa này khi mà nó có chép và không có chép luôn nhá. Đây ạ, con này là không có chép đấy các bác nhá. Hỗ trợ chung giải chung cao rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Như thế các bác nghe sang đây ạ. Em dùng công tắc đỏ vào. Các bác nghe chưa? Tiếng chép rất là rõ ràng các bác nhá. Leng keng lên cách luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Giải nó hơi mờ mờ một chút nhưng con sang cái con này rồi các bác nghe nhá, tiếng chép của nó rất là chuẩn, rất là chất thôi nhá. Đấy, rất là chuẩn, rất là chất luôn các bác ạ. Đấy, rất là chất thôi nhá. Đấy. Đấy, tiếng rất là đen keng lách cách, rất là sạch sẽ thôi nhá. Rồi các bác nghe sang dòng này này, đó, không chép này, tiếng con này nó sẽ mạnh hơn rất nhiều các bác nhá. Đó, tiếng mạnh hơn rất nhiều. Đó. Và ngay bây giờ em test trực tiếp cho các bác. Đây, đang đánh trực tiếp với cục đẩy các bác nhá. Đánh trực tiếp với cục đẩy là con GA500 này, 500W một kênh này. Và ngay bây giờ em sẽ test cho anh em nghe trực tiếp khi mà có chép và không có chép, khi mà alo tiếng như nào nhá. 2, 6, 7 2, 2, 2, 6, 2. Đấy. Và khi con này, khi con này nó có chép vào thì như nào. Ôi nhá, đây 2, 6, 2, 2, 6. Đó. Tiếng chép rất là sạch sẽ, rất là ngọt ngào các bác luôn. Mà hàng loại 1 của nó các bác nhìn này, từ cái chạm đít này, 7 màu đẹp này, có bốt dập chìm này, có CG đầy đủ này, có cuộn cảm này, có trở này, có tụ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Loa này thì ưu điểm của nó là vừa chịu đòn tốt, chịu đòn tốt nhất trong dòng phân khúc của nó luôn. Tất cả những dòng là bass 12 trong dòng loa lời này thì con này nó chịu đòn tốt nhất trong dòng luôn. Thứ hai, con này nó là thiết kế bằng thùng nhựa. Đấy, hộp bằng nhựa nên khi các bác mà treo ở ngoài ngoài quán cà phê cũng được này, ngoài trời cũng được này, và để đứng để nằm đều được hết các bác nhá. Bởi sau này nó ở dưới này nó có hai con để bắt vít để treo lên, rất là tuyệt vời các bác nhá. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Bát 12, củ 500 to gần bằng mặt luôn các bác nhìn chưa? Đấy, củ bát nó to gần bằng mặt luôn nên nó chịu đòn rất là tốt các bác nhá. Đấy. Đấy. Dốn thì có chữ bốt dập nổi này rất là đẹp này. Đấy, củ bát thì dập chìm, bốt dập chìm này. Và bên em đang bán như thế này, một cái đôi loa không có gắn chép vào là 780.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Khi có chép vào
khi có chép con nhá, khi có chép vào đấy thì là bên em bán là 1.050.000 thôi nhá. Đấy, và các bác nào mà có nhu cầu mà mua chép rời, bên em bán cho bác là 280.000 một đôi thôi nhá. Bác nào có nhu cầu thì hú em câu các bác nhá.